Chào các bạn. Hôm nay thì mình cùng mình chiêm ngưỡng một dòng hoa hồng có màu tím. Mấy bữa nay thì trời nó khá nóng nên màu tím của hoa Midnight Blue nó không có tím lắm. Nó hơi sẫm sẫm màu á. Mới hôm nay nắng. Nắng khá là nhiều. Đây, cây của mình khá là sai hoa luôn. Nó bắt đầu có rất là nhiều hoa chùm. Thường thì hoa chùm thì nếu mà phải có một chế độ dinh dưỡng cực kỳ tốt thì bông nó mới to. Còn hiện tại thì mình đang canh tác theo hướng hữu cơ để chiết xuất nước hoa hồng á. Nên nó cũng có vẻ như nó cũng bình thường chứ không mập mạp như mấy bạn trong. Thì cánh hoa ở ngoài nó tím hơn rất là nhiều so với trong ngày. Bông nó cũng cỡ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không to lắm. Hôm trước bữa to nhất của mình chắc cỡ tay thì tầm khoảng 5 cm, đường kính là khoảng 5 cm thôi. Còn hôm nay thì hoa nó nhỏ nhỏ hơn và nó cũng không tím như mấy hôm trước. Lát mình sẽ để ảnh chính xác của màu của cái cây Midnight Blue này cho bạn xem nhé. Dòng này hương của nó cũng có hương khá là thơm. Nhị màu vàng, cánh màu tím. Bây giờ nó đang ra hoa chùm này. Đó. Cũng đang bị dẹp xanh tấn công. Mình đang hy vọng là mấy bạn kính cam đã thấy ở khu vườn của mình nó sẽ hỗ trợ mình diệt. Mình có phun gừng tỏi, dung dịch gừng tỏi ớt ấy. Nhưng mà mình cũng thấy không có hỗ trợ được nhiều lắm. Cũng đã từng thử cái dung dịch là thuốc lào, nhưng mình cũng chỉ là hỗ trợ trong cái thời gian là đợi cánh cam thôi. Bởi vì thực ra mình thấy là khi lượng dẹp mà nó đủ thực ra là nó đủ thì hơi tội lỗi, nhưng mà nó nhiều một chút thì bắt đầu có các dũng sĩ cánh cam đến hỗ trợ. Chứ còn nếu mà trồng hoa hồng mà đúng ra cứ thấy bệnh mà phun luôn ấy thì thực ra là hầu như tháng nào bạn cũng phải xịt thuốc luôn, chứ nó không có được như các dòng hoa khác. Ok, hôm nay thì mình xin chia sẻ đến đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.